Tên ác ma kinh hoàng được biết đến với cái tên Thresh trước đây từng là một gã đơn giản, nếu không muốn nói là nhút nhát. Trong một thời kỳ mà lịch sử đã bị lãng quên từ lâu, hắn ta là một cai ngục cấp thấp của một giáo hội hiến mình cho việc thu thập và bảo vệ tri thức. Giáo hội này được hình thành nơi quần đảo Thiên, một nơi ẩn giấu và bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài bởi một màn sương mỏng ma thuật. Thresh được giáo chủ giao canh giữ một kho tàng bí mật bên dưới thành phố Helia. Nghe thì có vẻ là trọng trách, nhưng rõ ràng đây là một cách để tách biệt hắn khỏi những người còn lại, ngăn hắn nhận được sự công nhận mà hắn nghĩ mình rất xứng đáng. Nhiều năm trời trôi qua trong bóng tối, nỗi ganh tị và căm hận ngày càng được nuôi lớn bên trong những hành lang dài dằn dặc, nơi hắn thường xuyên đi tuần với chiếc đèn lồng trong tay và với người bạn đồng hành duy nhất là những ý nghĩ phẫn uất trong tâm trí. Cơ hội của hắn cuối cùng cũng đã đến khi đội quân của một gã vua điên loạn chọc thủng màn sương che phủ và cập bến trái phép nơi bờ biển quần đảo Thiên. Gã vua điên kia bị ám ảnh trong việc hồi sinh hoàng hậu đã chết của lão ta, và chính Thresh đã dẫn lão đến suối nguồn sự sống trong truyền thuyết. Và tất cả đều là âm mưu của hắn. Một nguồn năng lượng hắc ám khổng lồ bùng nổ, bao phủ lấy Helia và nhanh chóng nuốt trọn quần đảo Phước Lành. Mọi sinh vật sống trên đường đi của nó bị quét sạch ngay lập tức, nhưng những linh hồn bên trong thì không như thế. Họ mắc kẹt trong một hình dạng khủng khiếp nằm giữa sự sống và cái chết. Thresh là một trong những kẻ đầu tiên bị nuốt trọn, nhưng thay vì kêu la trong đau đớn như những người khác, hắn vui mừng vì điều đó. Từ đó, hắn trở thành một linh hồn kinh tởm, thích thú săn đuổi những kẻ mà hắn xem là linh hồn hạ đẳng. Hắn xé toạc những linh hồn đó rồi giam cầm họ vào trong chiếc đèn lồng ma quái, buộc họ phải chứng kiến sự tàn độc của hắn đời đời kiếp kiếp. Chỉ có một linh hồn duy nhất có thể thoát khỏi sự giam cầm của hắn, chính là Senna. Khi người chồng của cô là Lucian đã bỏ ra nhiều năm liền điên cuồng theo đuổi tên ác ma tàn bạo để cứu lấy vợ mình. Từ đó, trò chơi ánh sáng và bóng tối giữa Thresh cùng Senna và Lucian chính thức bắt đầu.